Lâu nay em chào mừng em đã trở lại với Zero Win, Zero Takimi. Đúng vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip thì tại bạn đang có mặt tại The Swamp Blight, một cái con ạc huyền thoại mà nói chung thì nếu mà anh em nào có nhớ thì chắc chắn sẽ nhớ. Lúc trước thì mình có làm một cái con clip ở bên server 491, ngay cạnh kế bên là server 490 tân thủ của mình thôi. Thì một cấp 127 thôi mà được chiến đã 6 triệu rồi. Không biết là anh em nào còn nhớ con ạc đó không? 127 mà 6 triệu thì thôi, nói chung là ghê gớm quá anh em ơi. Rồi, và bây giờ thì hôm nay mình sẽ trở lại với con ạc này một lần nữa, tại vì con ạc này thì đang có một cái vừa có một cái sức mạnh mới, đó là sáp nhập và thu nạp thêm một thành viên mới. Ok, đem đợi xíu để mình chỉnh lấy cái khung hình đã. Để mình chỉnh lấy cái khung hình cho nó phù hợp với cái game đã. Rồi ok, nói chung là con ạc đây. Tên nhân vật là Magi nha anh em, được chiến bây giờ là 7 triệu rồi chứ không còn 6 triệu nữa. Cấp thì cấp 129, hơn trước 2 cấp, tức là 129 với 127 đó là hai cấp, thì lực chiến đã gia tăng lên 7 triệu anh em ơi. Thanh niên tăng 1 triệu chỉ trong thoáng chốc mây bay thôi. Còn anh em mình cày 2 triệu như là cả cuộc đời luôn anh em. Nói chung là cuộc sống mà anh em đôi khi nó hơi phũ phàng. Như thường lệ thì chúc anh em một ngày vui vẻ, và xem clip mình thì đừng quên cho mình để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh của cho mình nha. Và đặc biệt hơn nữa thì nếu có quảng cáo thì anh em nhớ click vào quảng cáo để ủng hộ cho mình. Đó là tinh thần và động lực cũng như gói mì hảo hảo thơm ngon của mình. Cho nên là anh em nhớ click ủng hộ cho mình nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ok, đây là tấn công liên tiếp thôi. Hiện tại thì đã VIP 12 rồi. Số tiền tổng cộng đã nạp cho con ạc này là nó rơi vào tầm 136.059.000. Thì mình sẽ làm tròn là 135 triệu để cho đẹp đúng không em? Một số 135 thì nó chẳng hơn đúng không? 136 triệu thì nói chung là cũng nạp hơn trăm củ rồi. Gần 150 củ, cho nên là cũng nói là ghê gớm rồi đó anh em, chứ không phải đùa đâu. Như anh em thấy thì bây giờ đang cưỡi con Ngọc Kỳ Lân với con Bét Megalo. Bộ hỏa tiện mình không biết là ở clip trước đã cưỡi con Ngọc Kỳ Lân này chưa, nhưng mà hiện tại bây giờ đã cưỡi con Ngọc Kỳ Lân rồi. Đây là con bét hiện tại thì mình biết hình như là con bét mạnh nhất ấy. Chưa có con bét nào như là vượt qua được con Ngọc Kỳ Lân này. Rồi về tinh linh thì chúng ta có hai con, ủa không phải, một con Tiamat anh em, một con Tiamat. Mình không biết là về tinh linh mấy cái thứ này cũng trước có thay đổi không, mình chỉ sau lại một lần nữa cho anh em xem thôi nha. Rồi đây là Tiamat, Draco, Verona thì ba con. Rồi ba con, ba chị em Verona và một Draco với lại một Tiamat. Và con tinh linh Tiamat là con mạnh nhất hiện tại nha anh em. Ok, thôi được rồi. Nói chung là cái gớm lắm anh em. Về xếp hạng thì tất nhiên là phải top 1 rồi anh em. Tại vì nếu so với top 2 thì cách nhau phải hơi nhiều lực đấy. Top 2 là chiến có 1 triệu 2, mà top 1 mới có tới 7 triệu rồi, cách nhau tới 6 triệu lực thế này. Thì mình không biết là mình có thể test đấu trường sao cho anh em xem nữa. Vào chắc cũng quanh hết bốc hơi thôi anh em. Tính ra cũng hơi buồn về điều đó. Tinh bàn thì đang chơi là tinh bàn thiên kiếm giả. Tinh bàn này thì sau tinh bàn ma đạo sư. Tinh bằng kế tiếp của tinh bằng này là tinh bằng diệt và tinh bằng xong. Không biết là trong thời gian tới anh em này có chơi hay không. Nói chung thì có gì cập nhật mới mình sẽ sâu cho anh em xem, anh em yên tâm nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho anh em xem về cái cờ hải tặc. Cờ hải tặc này hình như là mới thu thập thêm một số cờ mới nè. 6 cờ bugi, 5 cờ mèo đen, 1 cờ kren, 5 cờ alon, 4 cờ bạch thiết, 7 cờ khỉ núi, 2 cờ baro werewolf, 8 cờ của Bellamy, 4 cờ của NL, 3 cờ Fossi, 2 cờ của Moria này. Và đây chúng ta có thêm 4 cờ của băng Kuza nữa. Bây giờ đẹp, rất là ghê luôn đẹp. Ghê. Rồi giờ bên sau về đồng đội luôn nha. Nhưng mà túi đồ thì mình cũng túi đồ thì mình thêm mình nghĩ chắc cũng không gì đặc biệt đâu. Có hai cái túi thủy tinh thời trang hào hoa luôn này. Rồi ôi. Một cái là 6.600, suy ra mở ra là tổng cộng là hơn 12.000. Hai cái này là hơn 12.000 đó anh em. Mở ra thêm chật túi chứ được gì đâu. 100 triệu berry nhân cho 15, tức là các bạn sẽ được khoảng 1 tỷ rưỡi đúng không? Ui, 1 tỷ rưỡi berry. Nhìn giống web lậu quá anh em ơi. Nói thiệt là nhìn y chang web lậu vô mấy cái thấy mấy cái thứ này berry 100 triệu đồ, lực hoạt động 999 đồ, bét kỹ năng DPK đấu sĩ đồ, 100 cái hoàng kim luyến điệp nữa nè. Úi giời ơi dân chơi. Ồ có bánh mì nè, 1000 đó, hơn 1000 bánh mì luôn anh em. Để xong mở ra đi đánh đi để kiếm cái tham gia sự kiện đổi thưởng của cái quà của cái quốc khánh nha. Ui, thanh niên này có mấy cái mới nữa rồi nè anh em. Kenbusoku Haki với lại Haosoku nè. Mấy cái này để tích lũy để ít bữa làm lên Haki của Sura nâng cấp Yoro về già nè anh em. Ui, nếu mà ạc này về sau mà có thể chiêu mộ được thì mình sẽ mượn để mình test cho anh em xem nha. Ok. Rồi ok, ngoài ra thì cũng không có gì đặc biệt nữa đâu. Ôi, thời trang quá trời luôn nè anh em. Mấy cái thời trang đinh rỉ rồi ở đâu qua đâu lắm thế nhờ. Người thì không có cái nào, thanh niên này chất nguyên một đống luôn. Vãi thiệt. Dừng chơi. Trong đội thượng này thì như là thanh niên đã đổi mấy cái hộp này rồi thì phải.
Không biết là mở chưa nhỉ? Chắc là mở rồi quá. Trong kho thì có mấy cái bộ báu vật như là của râu đen, của râu trắng rồi thôi anh em. Đấy anh em nhìn vô anh em thấy báu vật không à? Bên trang 2 thì trác quỷ thôi. Ui, một cái hộp này là hộp trăm báu vật 40, 140 của râu đen nè, full bộ. Trác quỷ thì một mớ luôn. Rồi mấy cái túi chọn báu vật rắc sao bồ thì cũng có đầy luôn nè anh em. Tiếc là lần này phải đủ cấp 170 mới mang được. Trời ơi, ạc có điều kiện quá nha. Nhìn phê vãi anh em ơi. Một cái tường lửa hộ vô đây nè. Ui, có cả nguyên tố luôn rồi hả? 70 mảnh Lucifer, 15 mảnh Draco nữa này. Quá trời, 65 mảnh nhiệm vụ SSR. Cái này là để chiêu mộ Fujizora. Ok, nói chung là ngọc tuyệt vời ông bác chơi. Rồi giờ sau về đồng đỏ nha. Ui, nhân vật chính bây giờ trong 29 nó đã lên 2x không dấu rồi em ơi. Vật công 2x không dấu, vật phòng 2x trừ. Thì chiêu là 4s hoàng kim và ma phòng 4s. Ma công x trừ và thì chiêu phòng là x. Mình nhấn mạnh một lần nữa, đây là web 5 số 8 play nha anh em, chứ không phải là web lậu, web leak gì đâu. Anh em đừng có hôm qua nhầm lẫn sang web lậu là tội nghiệp mình lắm. Cái thời gian này thì đã cường hóa lên 27 rồi. Ủa, mình nhớ cũng nhầm như là thời gian mã vàng này được update mới cho lên cường hóa lên 40 rồi thì phải. Để mình xem thử coi. Nè anh em, đó, có thể cường hóa lên 28 luôn nè. Trời ơi, thanh niên còn chưa biết cường hóa đi nữa. Theo như mình xem update thì nó được cường hóa lên 40 lần luôn á, giới hạn 40 luôn, quá ngon. Ở đây là nhân vật chính nha anh em. Chắc quỷ là tuyết quái. Ô dịch. Ui cô ô dịch luôn rồi kìa. Ô dịch. Đây là ghi phim cá mập xanh. Báu vật thì đang mang cũng hơi tào lao một chút thôi. Rồi đồng đội tiếp theo bạn chơi là cây da đúng không? Không phải cây da anh em. Cây da bộ thứ 6 hay sao á. Bộ thứ 6 thôi mà cũng qua kim đầy người nè. Đây tiếp theo là anh Lao Revenger đây. Có cả Revenger luôn rồi anh em ơi. 4S cộng. Mà công 2X luôn. Trời ơi ghê gớm. Báu vật thì cũng mang tào lao nè anh em. Cái khỉ với tri thức thêm một phẩm rồi đây à, si rau si hả? Như đợt trước mình vào là mình không nhớ là có rau viện giờ chưa, mình cũng không nhớ đây là si rau si nha anh em. Cũng là 2x, 2x trừ luôn. Buget này đấy, Buget cũng ghê gớm mà không chơi nhỉ. Sabo này không biết là trước có Sabo chưa nữa, mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà mình chỉ nhớ là bên gâu là vừa mới chiêu mộ được thôi. Đây là Sabo nha anh em. Ui Sabo lên 3x trừ luôn rồi, ghê ghê ghê. Còn mấy cái bên đây là 2x không hay không giấu quá trời luôn này. Trái thức tỉnh luôn, trái ngưng quang, mấy cái này như là mình nhớ là có trái thức tỉnh rồi, trước mình sau là có trái thức tỉnh rồi. Anh em có thể xem lại clip cũ nha. Clip cũ mình cũng có một clip. Trái kết giới, trái lôi điểu, trái mera mera. Ok, đây là bin gâu mới 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 thu nhận thu nạp nè anh em. Đây là anh bin gâu mới thu nạp có trái lồng hồn luôn rồi. Trời ơi. Thật là ôi giời. Thế này thì nói thiệt với anh em là thanh niên độc chung công hội với thanh niên này thì rất là sướng luôn. Chiêu mộ bên gâu để đánh cái vực ải đỉnh phong được các kiểu khá là ngon luôn ấy. Vật công là 3x trừ. Tuyệt chiêu là 2x trừ. What? Vật công lại hơn tuyệt chiêu à? Lạ chứ. Đây là trái ngân hoàng. Tiếp tục là trái ôn dịch lần 2. Và trái long hồn. Rồi đây bên gâu mới thu nạp nha anh em. Mới thu nạp trong mấy ngày gần đây. Đấy, báu vật của mình tào lao thôi. Chưa đủ cấp. Cấp nhỏ quá chứ. Đợi tầm 140 thôi anh em. 140 có thể mang full báu vật này. Ôi ôi, nói chung là Bingo với Sabo là hai đứa chịu chốt mà cũng có rồi nè. Tiếp theo thì thanh niên có thể sẽ chiêu mộ thêm ISO nữa. ISO, rồi là một số thanh niên khác cho tương lai về sau có thể lên thanh niên Euro về già luôn. Thanh niên mình thấy có một số cái điều kiện để chiêu mộ đó. Mấy cái Suko, Sukit gì đó. Đây nè anh em, tặng là Cucu thôi anh em ơi. Đợt này mấy cái nguyên liệu Haki, Haki này tặng là có chữ Cucu mà. Này là Kenbun Soku này. Rồi hao sơ cu gì mà sau cu rồi sờ cu sờ kiết gì tùm lum mất bảy bạ thiệt chứ. Ok chết mẹ rồi, mình lỡ nhấp vô kia rồi. Theo thói quen lỡ nhấp vô kia rồi chứ cũng không biết là thanh niên đó chiêu mộ bằng cái gì. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào đánh cho anh em xem. Đầu tiên là phó bản nha, nói chung là mình sẽ test đầy đủ mọi thứ cho anh em xem, cho anh em thỏa mãn luôn. Đây là phó bản mới luôn nè anh em, mới hiện ra luôn rồi nè. Thôi thì để chắc chắn nên mình sẽ đánh phó bản cũ đi cho nó an toàn. Không công thanh niên không muốn đánh phó bản mới mà mình đánh nữa thì lại khổ. Rồi ok, mình sẽ test thử phó bản này cho anh em xem. Chà, chung là cũng quanh hết bốc hơi thôi nè. Nói chung là nó như vậy thôi, nó cũng không có gì đặc biệt. Ôi nãy mình đánh ai ta? Nãy mình không nhớ mình đánh ai luôn. Đây là Minh Gâu đây, cho xem sức mạnh của Minh Gâu coi. Sức mạnh của Minh Gâu coi. Ui ôi ôi, nói chung là mạnh lắm anh em ơi, không đi phó bản không thể nào đo được đâu. Bây giờ mình sẽ vào cái phó bản ác mộng đi. Còn đi đấu trường ấy thì nó cũng vậy thôi anh em, mình đánh với top 2 luôn này. Top 2 là 108 là thanh niên Gin này, thanh niên Gin trong tổ chức áo đen đúng không?
cùng thám tử lừng danh Conan đấy. Nói chung là nó cũng như vậy thôi anh em, cho nên cũng hơi khó mà so sánh. Thành ra là ui thằng Jim Bell này đâu ra lạc rồi đây đây, ngon ngon lạc rồi nha em. Nói chung là mình sẽ đi với các bạn ác mộng, các bạn vực sâu ấy, cho nó so sánh được sức mạnh. Các bạn vực sâu này là bao trâu đây anh em thấy không, các bạn cao nhất hiện tại là các bạn 130, các bạn nó còn cao cả level của nhân vật chính nữa. Bây giờ mình sẽ vào đứng thử cho anh em xem. Về trận hình thì mình sẽ để lại cũ vậy là ok rồi. Đây máu của thanh mấy thanh niên này trâu lắm nha anh em, cho anh em xem luôn. Ui ui ui, hình như đây là Imperdao mà anh em, Imperdao mà chứ đâu phải là siêu dễ đâu mà sao quanh hết thế này. Ôi trời ơi dân chơi anh em nào mà bằng cấp độ thanh niên này tầm 129 nên anh em cứ thử đi đi trong cái phó bản vượt sâu này đi, cái phó bản của 130 để là anh em biết sức mạnh nó như thế nào à. Coi thử anh em có win hit bốc hơi được như vậy không. Này là gì đây, tại sao Yokuya lại chặn phía trước tàu trên biển, rèn luyện thân thể không quên nhìn tàu hỏa trước mặt vì top tàu hỏa đưa mình chặn lại để rèn luyện thân thể thôi. À đủ xài bét luôn anh em ơi. Ui win này luôn, ngại này thì như theo mình biết là đa số là như là khá là khó. Đây là con chim gì đây nè. Rồi quên, không có gì đặc biệt. Rồi ai cuối luôn. Ok, đi cái này thì có thể nhận được báu vật như là trác quỷ thôi, cũng không gì hết. Rồi cảm ơn em rất nhiều đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe đăng ký kênh đầy đủ như là có quảng cáo, nhớ kích cho mình nha. Con gạc này thì đợt này trở lại là lên 7 triệu rồi anh em. Mình nghĩ trong tương lai không xa thì con gạc này sẽ trở thành một siêu tân tinh mới của thế giới One Piece. Và chắc chắn thì anh em thì nó sẽ đạt nhiều thành tích thành tựu to lớn đó anh em, rất là kinh dị luôn. Anh em có cảm nhận thế nào để lại comment để biết nha. Ok.